Ngọc Sơn đau xót nói về ồn ào của Hồ Giang Cường, hãy để em gái Phi Nhung ra đi thanh thản. Danh ca Ngọc Sơn đã có những chia sẻ xoay quanh ồn ào của Hồ Giang Cường với phía cố ca sĩ Phi Nhung. Mới đây trên fanpage của mình, danh ca Ngọc Sơn đăng tải bài viết nói về Phi Nhung và Hồ Giang Cường sau khi bất ngờ bị tréo tên vào ồn ào. Ca sĩ Ngọc Sơn viết, những ngày qua Ngọc Sơn rất buồn mà không biết bày tỏ ra sao. Thầm mong chấm dứt những chuyện lùm xùm vừa qua để cho em gái Phi Nhung thân yêu của anh ba Ngọc Sơn ra đi thanh thản. Cháu Hồ Văn Cường tập trung học tập thật tốt, và dương lên mạnh mẽ trong vòng tay yêu thương của mọi người. Trước đó, Hồ Văn Cường đăng tải trên fanpage thông báo chấm dứt hợp tác với phía công ty quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung. Đồng thời, nam ca sĩ cũng dọn ra riêng và giao trả lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội bao gồm trang Facebook cá nhân, fanpage và kênh YouTube giữa ồn ào của Hồ Văn Cường với quản lý công ty của ca sĩ Phi Nhung. Danh ca Ngọc Sơn có bài đăng nói về Hồ Văn Cường sau khi bầu thủy liên tục có động thái muốn giúp đỡ nam ca sĩ trẻ. Anh viết, hãy giang tay bảo vệ trẻ em Ngọc Sơn. Mấy hôm nay, người em trai kết nghĩa của Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Thụy. Bầu Thụy có nói anh ba Ngọc Sơn tìm cách liên lạc với Hồ Dân Cường để Bầu Thụy và Ngọc Sơn giúp đỡ Hồ Dân Cường chứ em thấy tội nghiệp thằng bé. Ngọc Sơn đã chuyển lời lại với trợ lý tìm cách liên lạc giúp đỡ theo đúng tâm nguyện của hai anh em. Cũng thông qua sự đánh tiếng của Bầu Thụy, danh ca Ngọc Sơn cho biết sẽ đứng ra lo cho sự nghiệp ca hát của Hồ Dân Cường. Chúng tôi đã liên lạc được người thân của em Hồ Dân Cường, cả nhà hãy yên tâm, xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất